Hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2024 Thứ bảy tuần thứ 17 Thường niên năm chặn Trích sách tiên tri Seremia Trong những ngày ấy các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng Người này đáng xứ tử vì nó đã nói tiên tri chống lại thành này như tai các ngươi đã nghe jeremiah nói cùng tất cả các đồng và toàn dân rằng chúa đã sai tôi đến nói tiên tri về đền thờ này và về thành này tất cả những lời của các ngươi đã nghe vậy giờ đây các ngươi hãy cải thiện đời sống và những điều các ngươi ưa thích hãy nghe tiếng chúa là thiên chúa các ngươi thì chúa sẽ hối tiếc Tai họa người đã phán chống lại các ngươi phần tôi đây tôi ở trong tay các ngươi các ngươi cứ đối xử với tôi điều mà các ngươi cho là tốt là phải nhưng các ngươi hãy hiểu biết rằng nếu các ngươi giết tôi thì các ngươi sẽ đổ máu vô tội lên chính các ngươi lên thành này và dân cư của nó vì thật Chúa đã sai tôi đến với các người để nói vào tai các người tất cả những lời đó. Những đầu mục mà toàn dân nói cùng các tư thế và các tiên tri rằng không được xử tử người này vì ông đã nhân danh Chúa là Thiên Chúa chúng ta mà nói với chúng ta. Vậy, Ahika, con của Safa ra tay bảo vệ Jeremiah để ông khỏi bị nộp vào tay dân chúng định giết ông đó là lời chúa ta ơn chúa ôi thiên chúa đây là lúc biểu lộ tình thương xin nhắm lời con nguyện cứu con thoát nơi buồn nhơ kéo bị chìm xin giải thoát con khỏi tay những người ghen ghét và thoát khỏi những đầm nước thâm sâu Xin đừng để cho ba đào lôi cuông Xin đừng để cho vượt thăm nút trừng Cũng đừng để cho duyên ngắm miền nhóc con Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương Xin nhầm lời con Phần con, con đau khổ cơ hàng Lạy Chúa Xin gia ân phù trợ bảo toàn con, con sẽ xương bài ca người khen danh chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương xin nhắm lời con. Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm chúa, lòng các bạn hay hồi sinh vì Chúa nghe những người cơ khô và không chia bỏ con dân của người bị bắt cầm tù. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương xin nhậm lời con. Alleluia, Lê Gia, Gia Ước chi hôm nay các bạn nghe Thiên Chúa và đừng cưng lòng. An Lê Gia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc Thiều. Lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy, quận vương Herod nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng người này là Gioan Tẩy giả. Ông từ có chết sống lại nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Herodia vợ của anh mình mà vua Herod đã bắt trói do tống ngục. Bởi do An đã nói với vua rằng nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết do An nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi do An như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Herod, con gái Herodia nhảy múa trước mặt mọi người và đã làm cho Herod vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin được mẹ nói dặn trước nên nó nói xin vua đặt đầu doan tẩy giả trên đĩa này cho con vua lo buồn nhưng vì đã trót thề rồi và vì các người đang dự tiệc nên đã truyền làm như vậy ông sai người đi chặt đầu doan trong ngục và để đầu doan trên đĩa đem trao cho cô gái và nó đem cho mẹ nó các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và trông cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. Đó là lời, lời chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen chúa, dám trả giá cho sự thật. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề lẽ thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô vua say người vào ngục chặt đầu vô an mắt theo chương 14 câu 9 đến 10 suy niệm Herodê mang tiếng là độc dữ tàn bạo nhưng thực chất lại là người nhu nhược trước hết do không thắng được đam mê dục vọng bảo vương đã cướp lấy Herodia vợ của Philip anh mình khi Doan can ngăn, vua không can đảm sửa sai là còn bỏ tù người dám nói sự thật. Vua muốn giết Doan nhưng không dám ra tay vì sợ dân chúng. Cuối cùng, chỉ vì chiều ý một cô gái, do một lừa hứa cao hứng lúc trà dư tử hậu, vua đã hạ sát vị ngôn sứ. Trong khi đó, qua cái chết can trường, vị tiền hô của Đức Giêsu đã đóng trọn vai trò chứng nhân bất khuất dám sống và dám chết để phụng sự chân lý mời bạn cuộc sống hôm nay luôn đặt bạn vào thế phải chọn lựa theo chúa hay theo thế gian sống theo sự thật và làm chứng hay phớt lờ chối bỏ sự thật sống theo sự thật đòi bạn vác thập giá theo chân thầy Giê-xu và can đảm lội ngược dòng đời đứng trước một nhiệm vụ cụ thể làm chứng cho sự thật bạn dám đưa ra sự thật của chính mình và giúp nhau nhận ra sự thật để cùng nhau hoán cải không? Sống lời Chúa là con cái ánh sáng, tôi cố gắng theo phương châm sống theo sự thật và trong tình bác ái. Ephesos chương 4 câu 15 để xây dựng hậu thánh. Cầu nguyện lại Chúa Giêsu, Chúa đã nói Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin cho chúng con can đảm và trung thành sống theo lời Chúa dạy, để xứng đáng là những người môn đệ của Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Dòng nước từ sa mạc Có một người Ả Rập nghèo nọ phải băng qua giữa sa mạc trong cơn đói khát và mệt lã. Tình cờ, người đó bắt gặp một dòng suối với tất cả tấm lòng biết ơn, ông ta uống từng ngụm nước và cảm thấy ngọt ngào khôn tả. Ông múc nước đổ vào bầu da cho đầy và tiếp tục cuộc hành trình. Sau nhiều ngày vất vả, ông đã đến thủ đô Baghdad, tìm đủ mọi cách để tiếp kiến với quan đầu tỉnh. Ông dân kính cho quan tặng vật là chính bầu nước. Quan đầu tỉnh đón nhận món quà một cách vui vẻ cho nước vào trong ly ông uống cạn và cảm ơn người Ả Rập, đồng thời tưởng tượng ông một cách quán đại. Những người hậu cận cứ nghĩ thầm rằng đây là một thứ nước kỳ diệu nên ai cũng mong được nếm thử. Nhưng quan đầu tỉnh nhất mực từ chối, chờ cho người Ả Rập đi khuất. Quang mới giải thích về cử chỉ của mình, nước để lâu trong bầu da, đã trở nên rất bẩn và hôi thối quan nghĩ rằng nếu tất cả mọi người đều uống nước đó và đều tỏ ra khó chịu trước mặt người ả rập ông ta hẳn sẽ bị tổn thương quà tặng cao quý nhất mà người ả rập đã biếu cho quan đầu tỉnh chính là những giọt nước đã cứu mạng sống mình quan đầu tỉnh đã tặng cho ông món quà quý giá nhất bằng cách uống lấy nước ông dân biếu Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu con người chỉ biết đối xử với nhau bằng những cử chỉ tế nhị và thân ái. Một cử chỉ nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu được làm với tất cả yêu mến, sẽ không bao giờ qua đi. Bài trích sách lẽ xong